Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Nghệ sĩ Bạch Tuyết, cả ba lần tôi tự tử đều cùng một nguyên nhân. Ngay từ nhỏ, tôi đã thích và thần tượng nghệ sĩ Thanh Nga bên cải lương, nghệ sĩ Kim Cương bên kịch nói và nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng bên điện ảnh. Đó là ba nghệ sĩ tôi chịu ảnh hưởng khi bước vào nghề. Vào nghề này, tôi chỉ muốn được tỏa sáng như một nghệ sĩ chứ không muốn giống ai hay thành một người nào khác. Cảm giác của tôi khi lần đầu lên sân khấu là thích thú, hồi hộp, hơi có một chút lo âu vì không biết mọi thứ diễn ra. Nhưng tôi vẫn rất phấn khích khi được đứng trên sân khấu, tôi làm việc cật lực. Ở đoàn hát ngày đó, mọi người thường tập từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa rồi nghỉ. Riêng tôi thì ăn cơm trưa xong xin được ở lại đoàn tập tiếp từ 1 giờ tới tận 6 giờ chiều mới về. Nói là 60 năm thôi, nhưng nếu trừ đi thời gian đi học thì tôi dâng hiến cho sân khấu chừng hơn 30 năm. Trong suốt thời gian đó, lúc nào tôi cũng yêu nghề. Dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất tôi cũng không dám nhắc tới chuyện bỏ nghề, tôi luôn khấn tổ nghề rằng chỉ khi nào tổ không chấp nhận tôi nữa thì tôi mới thôi, chứ tôi không bao giờ dám bỏ nghề. Tôi yêu nghề này lắm. Đúng là tôi từng tự tử 3 lần, nhưng không phải vì tôi thất vọng về bản thân mình. Tôi cũng không có nỗi buồn nào quá lớn tới mức phải tự tử. Tuy nhiên, ngay từ nhỏ khi mẹ mất, tôi đã không muốn sống nữa rồi. Tôi cảm thấy đời sống này mong manh quá, ranh giới sống chết không ai quyết định được. Thế thì sống để làm gì, ngày nào cũng phải ăn để. Sống nhưng cơ thể vẫn già đi, tôi cảm thấy sự vô lý của kiếp người. Nhưng đó không phải lý do tôi không muốn sống. Tôi chán vì thế giới này bất công, kẻ mạnh ăn hiếp người yếu, người lọc lừa ăn hiếp kẻ ngu xuẩn. Tôi bất lực trước cuộc sống này và tôi không muốn sống trong một xã hội như thế. Đó là nguyên nhân khiến tôi tự tử 3 lần. Cả 3 lần tôi tự tử đều cùng một nguyên nhân. Bạch Tuyết sinh năm 1945, được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, bà là một nghệ sĩ hát cải lương với nhiều vai. Diễn được khán giả nhớ tới, bà tên thật là Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh 24 tháng 12 năm 1945 tại làng Khánh Bình, Châu Xê, nay thuộc xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Từ thuở còn đi học đã bộc lộ năng khiếu ca, ngâm, thường được các thầy cô đưa lên trình diễn trong những đêm văn nghệ. Mồ côi mẹ năm 9 tuổi, 1955, và bắt đầu đi hát ở những nhà hàng ca nhạc bằng những bài tân nhạc như Nắng Đẹp Miền Nam, Làng Tôi, Tiếng Còi Trong Sương Đêm. Cũng như những bạn cùng lứa, Bạch Tuyết rất hâm mộ nghệ sĩ Thanh Nga. Trong một lần gặp gỡ, nghệ sĩ Thanh Nga nhận xét rằng Bạch Tuyết rất có khiếu hát cải lương. Lời khích lệ đó là một trong những động lực đưa bà đến với nghiệp hát sướng. Năm 1960, Bạch Tuyết vào học trường nội trú của các ma sơ công giáo. Thời gian này bà giao du học hỏi với nhiều nghệ sĩ, trong đó có soạn giả Điêu Huyền. Nhờ đó tên tuổi của bà dần được xuất hiện trên các đài phát thanh, trên báo chí. Điêu Huyền nhận bà làm con nuôi, cho gia nhập đoàn Kiên Giang. Sự kiện này giúp đỡ bà rất nhiều trong bước đường sau này. Năm 1961, đoàn Kiên Giang diễn vở Lá Thám Chỉ Hồng, cô Đào Chính tới trễ, khiến Bạch Tuyết bất ngờ được giao vai cô lái đò Lệ Chi. Diễn xuất của bà khiến khán giả hết sức ngạc nhiên. Sau đó là những vở Kiếp Chồng Chung, Suối Mơ Rền Áo Cưới. Bà được Út Trà Ôn mời về đoàn Thống Nhất với vở Tiếng Hát Mường Tanh. Tên tuổi bà bắt đầu nổi, tuy đi hát nhưng bà lại rất thích đi học. Đang hát và nổi tiếng với đoàn Thống Nhất thì bà nghỉ nửa năm để ôn thi tú tài. Sau này bà cũng nhiều lần đang hát thì nghỉ ngang như thế để đi học. Nghệ sĩ cải lương tài danh Bạch Tuyết trải lòng về cuộc hôn nhân tan vỡ với cựu danh thủ Tam Lang. Đồng thời, bà cũng tiết lộ về cuộc tình định mệnh với một tỷ phú là Việt Kiều. Khác với bạn bè đồng trang lứa, bà từ nhỏ đã sống tự lập. Bà không may khi mất mẹ từ bé, nhưng có lẽ chính sự thiếu thốn này đã làm nên động lực để phát triển về sau. Bộc bạch trong chương trình Phụ Nữ Quyền Năng, nữ nghệ sĩ bày tỏ biết ơn khi sớm tìm thấy cơ hội và thành danh ở tuổi đôi mươi. Có lẽ trời đất thương những người có tuổi thơ không may mắn. Tôi mất mẹ khi chỉ mới 8 tuổi thôi. Sau đó, tôi được đưa vào học ở trường nội trú, dù tỏa sáng rực rỡ ở đỉnh cao nghệ thuật, nhưng đời sống hôn nhân của nghệ sĩ Bạch Tuyết lại không như ý. Mối tình đẹp của cặp đôi Bạch Tuyết, danh thủ Tam Lang. Sau thời gian gắn bó,
họ quyết định tiến tới hôn nhân, làm đám cưới rầm rộ với sự ngưỡng mộ của công chúng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân sớm đứt gánh giữa đường khi gia đình chồng rất mong có cháu trai nối dõi, nhưng bác sĩ lại khẳng định bà không thể sinh con, hai đứa quá thương nhau. Hôm đó ngồi khóc với nhau, mình mới nói thôi anh về lấy vợ đi để cho vui lòng gia đình. Bạch Tuyết kể lại giây phút chia tay với cựu danh thủ Tam Lang. Hôn nhân tan vỡ khiến nữ nghệ sĩ suy sụp, từng có ý định đi tu. Bà kể, mình nghĩ cái số kỳ cục rồi, gặp người tốt, người đàng hoàng mà lại răng dở nên sẽ đi chơi cho đã rồi đi tu luôn sau một thời gian. Giọng ca đời cô lựu lại khiến khán giả ngỡ ngàng khi tiết lộ bà tình cờ bén duyên với một người đàn ông Việt kiểu Pháp sau đó. Được biết, sau khi quen nhau một tuần, hai người đã gắn bó và sống với nhau 6 tháng thì bà mới biết ông là một tỷ phú, cuộc tình định mệnh. Này cũng mang đến cho nghệ sĩ Bạch Tuyết một cậu con trai tài giỏi và hiếu thảo. Ông ấy tự mua villa, tự sắm sửa mọi thứ rồi dẫn tôi lại, hỏi chịu ở đây không. Tôi thấy mắc cười quá, nhưng bất ngờ tôi phát hiện mình có bầu. Ngộ quá nên tôi nói với ông ấy rằng tôi không có ý định này, thế là ông ấy bảo tôi sống bớt chảnh cho trời thương. Sau khi sinh con xong, tôi mới nói với ông ấy rằng điều này là bất ngờ, chứ không phải thấy ông ấy giàu mà tôi làm vậy. Tôi nói với ông ấy rằng điều này là bất ngờ, chứ không phải thấy ông ấy giàu mà tôi làm vậy. Tôi nói với ông ấy rằng tôi rất thích làm single mom, mẹ đơn thân. Bà bật cười nhớ lại, hiện tại con trai của bà đang sống tại Mỹ. Được biết, con của nữ nghệ sĩ là một doanh nhân thành đạt, đã lập gia đình và có 3 con. Nữ nghệ sĩ hạnh phúc khi nhắc về cậu con trai duy nhất của mình. Bạn rất đàng hoàng, khi bạn học lớp 10 đã thi đậu 3 trường đại học ở Mỹ mà không cần trải qua lớp 11 và 12, theo lời. Chia sẻ của Bạch Tuyết thì việc học giỏi chính là cách con trai báo hiếu cho mẹ, học thật nhanh để mẹ đỡ tốn tiền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.